Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình có đây là chiếc Nokia 8 và Nokia 7.1 Plus, hay còn gọi là Nokia X7. Thì hiện tại Nokia X7 nhận được khá là nhiều sự quan tâm của các bạn, tại vì nó là một trong những chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới chạy bộ vi xử lý Snapdragon 710. Và có nhiều bạn quan tâm là hiệu là 710 năm nay thì có thể thắng được bộ vi xử lý cao cấp là Snapdragon 835 năm ngoái hay không. Và các bạn tranh luận khá là nhiều trên những cái group Facebook. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một bài speed test để xem thử là hai cái con chip này thì con chip nào mạnh hơn về tốc độ vào app cũng như là khả năng xử lý đồ họa. Cảm ơn cửa hàng di động thông minh đã hỗ trợ mình chiếc Nokia X7 để thực hiện video này. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về phần đa nhiệm của hai máy thì không có gì, và chúng ta sẽ cùng khởi động lại cả hai. Như vậy thì cả hai máy đã cùng kết nối vào một mạng wifi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ show cho bạn xem. Đây, nó sẽ cùng một mạng wifi. Đó, các bạn sẽ thấy. Và bây giờ thì mình sẽ show điểm AnTuTu cũng như là điểm Geekbench trước cho các bạn nhé. 1, 2, 3. Đấy, các bạn sẽ thấy là với điểm AnTuTu thì chiếc Nokia 8 với Snapdragon 835 thì nó sẽ có một cái điểm số rất là cao. Cao hơn rất là nhiều so với chiếc Nokia X7. Và đây sẽ là điểm Geekbench, thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều đơn nhân, nhưng mà đa nhân thì chênh lệch cũng khá là nhiều. Và bây giờ sẽ là đến với app đầu tiên, Facebook. Như vậy thì các bạn có thể thấy là sau cái bài speed test của bọn mình thì chiếc Nokia X7 đã thua toàn diện so với chiếc Nokia 8. Cả hai sản phẩm này thì đều chạy cái nền tảng là Android thuần với phiên bản là 8.1 Oreo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với việc khả năng xử lý đồ họa của hai cái máy này để xem thử bộ vi xử lý Snapdragon 710 và bộ vi xử lý Snapdragon 835 thì cái máy nào sẽ có cái khả năng xử lý đồ họa tốt hơn. Và đây là quá trình mình chơi cái tựa game PUBG Mobile trên cả hai máy Nokia X7 chạy bộ vi xử lý là Snapdragon 710 và Nokia 8 chạy bộ vi xử lý là Snapdragon 835. Thì các bạn sẽ thấy một điều về cái FPS ngay lập tức, đó là với bộ vi xử lý Snapdragon 710 trên chiếc Nokia X7 thì nó chỉ được khung hình là 30fps mà thôi. Trong khi đó thì Snapdragon 835 trên chiếc Nokia 8 chúng ta có thể chơi lên tới là 40-41fps. Thì lý do là tại vì các bạn có thể bật được tính năng Ultra Frame Ultra trên chiếc Nokia 8, còn trên chiếc Nokia X7 thì các bạn sẽ không thể bật được điều này. Còn về cái hiện tượng là có khá là nhiều bạn hỏi là chơi game như thế này thì khi mà nó nóng lên thì có bị hiện tượng là thắt cổ chai, có nghĩa là cái máy sẽ bị giật lag hay không, tại vì máy nóng lên thì sẽ bị giảm cái hiệu suất xử lý đồ họa. Thì mình thấy là khi mà mình chơi trên chiếc Nokia X7 khoảng 1 cho đến 2 tiếng thì mình thấy là giật lag thì chắc chắn là có rồi, không thể là không giật lag được rồi. Nhưng mà cái hiện tượng thắt cổ chai làm giảm cái khả năng xử lý đồ họa trên chiếc Nokia X7 thì gần như là không có xuất hiện quá nhiều, làm cho chúng ta khó chịu. Vẫn có nhưng mà không quá nhiều, mình thấy cũng rất là ổn định. Và cái việc mà nó duy trì cái FPS của nó thì cũng rất là ổn. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì hiện tại mình đang show cái FPS trong cái một khoảng thời gian nhất định nào đó, thì các bạn có thể thấy là nó duy trì rất là tốt, chứ nó không bị hiện tượng là giảm cái FPS đột ngột. Còn trên chiếc Nokia 8 thì các bạn có thể thấy là FPS của nó có thể lên tới là 40fps, nhưng mà hiện tại thì mình đang chơi ở phần là 30fps mà thôi. Mình cố gắng giảm xuống để cho nó ngang với chiếc Nokia X7. Mình thấy là cả hai máy này thì cái khả năng xử lý như vậy cũng rất là ổn rồi. Tất nhiên là với Nokia 8, bộ vi xử lý Snapdragon 835 vẫn rất là mạnh.
cho nên là các bạn có thể chơi được nó ở cái phần frame là 40fps. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái video giải đáp một số thắc mắc của một số bạn trên các group công nghệ ở trên Facebook là bộ vi xử lý Snapdragon 710 có ngon hơn bộ vi xử lý cao cấp của năm ngoái là Snapdragon 835 hay không. Nếu cảm thấy video hết, các bạn đừng để lại một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!